Hello tất cả bác lại đến với kênh audio 77 nha. Đây thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng, tiếp tục lên sóng tất cả bác một cái lô loa phiên bản bát 30 với một cái mức giá cực kỳ là rẻ luôn. Rẻ như thế nào thì em sẽ cho tất cả bác cùng xem qua cái phần ngoại thất cũng như là cái phần nội thất của cái dòng loa này, sau đó em sẽ báo giá tất cả bác nhé. Đây là một dòng loa Theta các bác nhé, đây là một dòng loa Theta thùng lệch nhẹ về một bên, thùng gọi là thùng vát đấy, càng ý kiếm mọi thứ là trắng bóc đúng không, mà nhìn thấy đẹp không đấy, logo đặc trưng của Theta này. Dòng loa nước sơn màu trắng thì với những con loa này bọn em là spa lại rồi, là lan qua cho tất cả các bác một nước sơn rồi nên là nhìn nó rất là đẹp. Thì với những cái lô Theta này trước bên em là về để phục vụ tất cả bác những cái lô Theta bát 25 và được nhận về những cái phản hồi của khách rất là tích cực cho cái dòng loa này, cái tiếng rất là hay luôn các bác nhé. Thì đây là cái phần ngoại thất của cái dòng loa này, đây là phần ngoại thất và cái bước vào bên trong cái phần nội thất này em sẽ cho tất cả các bác cùng xem và em sẽ báo giá luôn cho tất cả các bác này. Đây nó sử dụng một cái dòng tép neo. Một đôi loa tép neo các bác nhá, một đôi loa tép neo sử dụng họng polymer cứng. Thì với cái họng này thì các bác phải biết là với những cái họng này với độ phủ âm thanh rất là tốt nha, tiếng tép rất là mềm, rất là nhuyễn luôn các bác nhá. Tép của em ở đây các bác này, tép neo này. Bát là sử dụng bát 30 từ 19 và côn 76. Thì với những cái khi mà mình sử dụng gia đình, mình chơi một cái đôi loa này với một cái diện tích khoảng 30 hơn 30 vuông, các bác chơi một đôi loa này quá ok để sử dụng hát luôn các bác nhá. Gần 26 này. Đấy, màng loa offer lồi các bác nhá, offer lồi mọi thứ keo chỉ nguyên zin. Và loa này hiện tại đang bán cho tất cả bác một mức giá chỉ có 7,5 triệu cho một đôi thôi bác ạ. 7,5 triệu cho một đôi. Thay vì các bác bỏ 7,5 triệu cho các bác mua một đôi loa mới đét của dòng Hưng Yên, hay là các bác mua một đôi loa đẹp mỹ mãn ở phía bên ngoài của dòng loa Hôn Khói, thế tại sao mình không bỏ ra một cái số tiền như vậy để mình chơi một đôi loa xịn sò, đúng không? Một đôi loa mà cam kết là hàng bãi xịn cho tất cả bác về để các bác chơi, để các bác trải nghiệm, đúng không ạ? Đấy, nếu ví dụ như mày các bác mà với một cái giá tiền mà tầm khoảng 7,5 triệu để các bác chơi một đôi loa bát 30 thì như em nói với tất cả bác là các bác chỉ cứ mua được, nếu như hàng bãi thì các bác chỉ chơi được những dòng loa dòng của Martin thôi. Đó là những dòng Martin Border. Martin Border là một cái dòng loa phải nói là một dòng loa rẻ nhất thị trường. Rẻ nhất thị trường. Nếu như mà các bác mua được một loa DCH hay là một đôi loa London thì có thể giá nó cũng cứng hơn một tí, nhưng mà với một tầm một giá khoảng hơn 7 triệu mà 30 các bác chỉ mua được một loa Martin Border này. Hãy khẳng định với tất cả bác luôn. Và con này sử dụng toàn bộ tụ của Benix các bác này. Tụ của Benix nha, sử dụng hai cuộn cảng của tép và một cuộn cảng của bát. Có bò chống cháy tép luôn các bác này. Bò chống cháy tép này. Các bác cứ chơi một cái đôi loa này thì em nói thật sự các bác là quá mị mãn cho một cái bộ dàn nhà mình luôn. Và dòng loa này là dòng loa màu trắng và thiết kế theo cái kiểu thùng lệch như thế này thì em nói thật sự các bác là phối với những cái thiết bị của các bác thì phải nói lên cực đẹp luôn. Lên cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Bác nào đang quan tâm và thích thì liên hệ luôn nhé, theo số điện thoại em để ở phía dưới màn hình các bác nhá. Các bác nhìn thấy không? Xương toàn bộ là xương đốc hết. Toàn bộ là sử dụng cái dòng loa này, toàn bộ sử dụng là dòng xương đốc hết. Ok chưa? Mọi thứ các bác về các bác vẫn được tháo ra kiểm tra, nếu như không đúng hàng, không đúng trên video các bác cứ trả hàng để cho các bác không mất một cái gì cả. Ok chưa? Và với dòng loa này em vẫn bao hay tất cả các bác 7 ngày, về các bác cứ trải nghiệm thoải mái, không hay trả lại loa gì em, không hợp trả lại loa gì em, không một vấn đề gì hết các bác nhá. Đó là những cái uy tín tại cửa hàng, các bác cứ yên tâm, nếu các bác đã trải nghiệm những cái dòng sản phẩm tại cửa hàng ấy vì vậy cho các bác sẽ biết được những cái giá trị mà cửa hàng ấy vì vậy mang lại cho tất cả các bác. Bác nào đang quan tâm yêu thích liên hệ luôn em theo số điện thoại phía dưới màn hình các bác nhá. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều. Nếu các bác thấy video hay thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh để nhận động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ cho tất cả các bác. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều ạ. Xin chào tất cả các bác.